Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 7 của trang web học trực tuyến olm.vn Cô trò chúng mình đang ở chủ đề sinh sản ở sinh vật Các em còn nhớ sinh sản ở sinh vật thì được chia thành mấy loại hay không? Đó chính là hai loại Một là sinh sản vô tính Thứ hai là sinh sản hữu tính trong đó các em đã được tìm hiểu về sinh sản vô tính. Tìm hiểu về khái niệm, các hình thức sinh sản vô tính, vai trò và ứng dụng của sinh sản vô tính vào thực tiễn. Tương tự, hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về sinh sản hữu tính. Sinh sản hữu tính là gì? Quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật, động vật diễn ra như thế nào? Hình thức sinh sản này có vai trò và ứng dụng như thế nào vào thực tiễn? cùng tìm hiểu nội dung bài học sinh sản hữu tính ở sinh vật. Nội dung bài học của chúng ta sẽ được chia thành 4 phần chính. Phần 1: Tìm hiểu khái niệm sinh sản hữu tính. Phần 2: Tìm hiểu sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa. Phần 3: Tìm hiểu sinh sản hữu tính ở động vật. Vai trò và ứng dụng của sinh sản hữu tính ở sinh vật, chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần cuối. Không để các em đợi lâu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem sinh sản hữu tính là gì nhé. Các em còn nhớ hai ví dụ này cô trò chúng mình đã cùng tìm hiểu ở tiết học trước hay không? Sự sinh sản tạo ra cây dâu tây ở trong hình này là sinh sản vô tính. Chỉ từ một cây dâu tây ban đầu có thể tạo ra rất nhiều cây dâu tây mới. Quá trình tạo ra những cây dâu tây mới này không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Sự sinh sản của sư tử thì ngược lại, để tạo ra được những con sư tử con thì trong quá trình sinh sản cần có sự có mặt của cả sư tử bố và sư tử mẹ. Sư tử bố sẽ tạo ra giao tử đực và sư tử mẹ sẽ tạo ra giao tử cái. Sự kết hợp của hai giao tử này sẽ tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi và tạo thành con non. Đây được gọi là sinh sản hữu tính ở sinh vật. Khái niệm sinh sản hữu tính được phát biểu như sau. Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản mà cơ thể con được sinh ra từ sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Đây là hình thức sinh sản điển hình ở thực vật có hoa và nhiều nhóm động vật. Ngoài ra, một số loài nấm, nguyên sinh vật cũng có hình thức sinh sản hữu tính đấy các em ạ. Quá trình sinh sản hữu tính ở sinh vật sẽ được thể hiện thông qua sơ đồ như sau. Cơ thể ban đầu có thể là đơn tính hoặc lưỡng tính. Nếu là cơ thể lưỡng tính thì sẽ tạo ra cả hai loại giao tử, đó là giao tử đực và giao tử cái. Còn nếu là những cơ thể đơn tính thì cơ thể bố hay là hoa đực sẽ tạo ra giao tử đực. Cơ thể mẹ hoặc những hoa cái sẽ tạo ra giao tử cái. Hai loại giao tử này kết hợp với nhau trong quá trình thụ tinh sẽ tạo ra hợp tử. Hợp tử sẽ phát triển thành phôi. Phôi sinh trưởng và phát triển sẽ tạo ra cơ thể mới. Theo các em thì cá thể con sinh ra sẽ mang đặc điểm di truyền như thế nào? Đúng rồi đấy các em ạ. Do có sự kết hợp ngẫu nhiên giữa giao tử đực và giao tử cái của bố mẹ nên cơ thể con sinh ra rất đa dạng về di truyền. Từ đó dẫn đến tăng khả năng thích nghi với môi trường sống. Đây chính là ưu điểm của sinh sản hữu tính. Nó ngược lại so với sinh sản vô tính là con non sinh ra sẽ giống nhau và giống với cơ thể mẹ. Dựa vào sơ đồ sinh sản hữu tính ở sinh vật nói chung này, em hãy vẽ sơ đồ sinh sản hữu tính ở người hoàn toàn chính xác chúng ta có cơ thể bố tạo ra giao tử đực cơ thể mẹ tạo ra giao tử cái sự kết hợp của hai loại giao tử này trong quá trình thụ tinh sẽ tạo nên hợp tử hợp tử phát triển thành phôi phôi sinh trưởng và phát triển ra em bé. Vậy là cô trò chúng mình đã tìm hiểu được về sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy so sánh hai hình thức sinh sản này theo gợi ý trong bảng dưới đây. Các em làm rất tốt, xin chúc mừng các em. Chúng ta có sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái. Ngược lại, sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái. Về đặc điểm di truyền thì hình thức sinh sản hữu tính có ưu điểm hơn so với sinh sản vô tính. Thế hệ con ở hình thức sinh sản vô tính được sinh ra sẽ giống nhau và hoàn toàn giống với cơ thể mẹ. Còn sinh sản hữu tính con sinh ra rất đa dạng về mặt di truyền, mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ. Quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2. Tìm hiểu sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa. Đầu tiên, cơ quan sinh sản. Ở thực vật có hoa thì hoa là cơ quan sinh sản. Bộ phận sinh sản của hoa sẽ là nhị và nhụy dựa vào sự có mặt của nhị và nhụy ở hoa người ta chia thành hai loại hoa đó là hoa đơn tính và hoa lưỡng tính trong đó hoa chỉ có nhị hoặc chỉ có nhụy được gọi là hoa đơn tính ngược lại nếu hoa có cả nhị và nhụy trên cùng một hoa sẽ được gọi là hoa lưỡng tính ta cùng tìm hiểu về cấu tạo của hai loại hoa này nhé cấu tạo của hoa đơn tính và hoa lưỡng tính được thể hiện qua hình ảnh các em đang thấy ở trên màn hình. Các em hãy chú ý vào hoa lưỡng tính trước. Nhụy sẽ cấu tạo gồm đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy. Ở trong bầu nhụy thì sẽ chứa noãn. Nhị hoa cấu tạo gồm bao phấn, chỉ nhị. Hoa lưỡng tính sẽ chứa cả giao tử đực và giao tử cái bên cạnh đó các em có thể thấy một số thành phần cơ bản của một bông hoa ví dụ như cánh hoa hay còn gọi là tràng hoa lá đài đế hoa sang đến hoa đơn tính hoa đực sẽ chỉ có nhị còn hoa cái thì chỉ có nhụy để luyện tập phân biệt hoa đơn tính và hoa lưỡng tính cô có hình ảnh minh họa ba loài hoa đó là hoa ly hoa mướp và hoa táo tây em hãy cho biết đâu là hoa đơn tính, đâu là hoa lưỡng tính. Rất dễ dàng phải không nào? Trong hình này cho chúng ta thấy có hai loài hoa lưỡng tính, đó là hoa ly và hoa táo tây. Cả hai loài hoa này đều gồm có nhị và nhụy. Riêng hoa mướp, một bông hoa chỉ có nhụy Bông còn lại chỉ có nhị, đây là hoa đơn tính. Các em đã phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính. Tiếp theo cùng tìm hiểu quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật sinh sản hữu tính nhé. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa bao gồm các giai đoạn nối tiếp nhau, đó là giai đoạn tạo giao tử, giai đoạn thụ phấn, giai đoạn thụ tinh và giai đoạn hình thành quả, hạt. Giai đoạn 1: tạo giao tử. Các giao tử đực sẽ được hình thành ở trong bao phấn. Đây chính là bao phấn. Còn giao tử cái sẽ được hình thành trong bầu nhụy. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn thụ phấn. Thụ phấn là quá trình hạt phấn sẽ di chuyển đến đầu nhụy. Sau khi hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy thì quá trình thụ tinh sẽ diễn ra. Giai đoạn 3 bắt đầu. Hạt phấn sẽ nảy mầm, tạo thành ống phấn. Ống phấn sẽ chứa giao tử đực xuyên qua vòi nhụy để đi vào bầu nhụy. Tại đây, giao tử đực kết hợp với giao tử cái và tạo thành hợp tử. Thực chất của quá trình thụ tinh là sự hợp nhất giữa giao tử đực và nhân của giao tử cái. Giai đoạn 4, giai đoạn cuối cùng, hình thành quả và hạt. Hợp tử sẽ phân chia và phát triển thành phôi nằm trong hạt hạt sẽ do noãn phát triển thành. Mỗi noãn thụ tinh sẽ tạo thành một hạt. Cuối cùng bầu nhụy sinh trưởng dày lên thì sẽ phát triển thành quả chứa hạt. Quá trình thụ phấn của hạt sẽ diễn ra rất đa dạng. Thụ phấn có thể diễn ra nhờ hoạt động của côn trùng ví dụ như ong, bướm. Khi chúng đi lấy mật hoặc tìm kiếm thức ăn, tiếp xúc với nhị của bông hoa này, sau đó sẽ mang hạt phấn đến đầu nhụy của bông hoa khác. Vậy là quá trình thụ phấn đã được diễn ra. Gió cũng có thể là tác động ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn. Khi gió thổi thì hạt phấn sẽ đến được với đầu nhụy. Trong quá trình trồng trọt thì con người cũng tác động đến quá trình thụ phấn nhằm tăng khả năng đậu quả đấy các em ạ. Đây được gọi là quá trình thụ phấn nhân tạo. Dựa vào những thông tin vừa học về sinh sản hữu tính ở thực vật, em hãy cho biết tại sao trong tự nhiên có loại quả có hạt còn có loại quả lại không có hạt hoàn toàn chính xác chúng ta biết rằng hạt giòn noãn đã thụ tinh phát triển thành quả được hình thành qua thụ tinh sẽ có hạt còn quả được hình thành không qua thụ tinh là quả không hạt để luyện tập về những kiến thức vừa học về sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa, các em hãy hoàn thành một số câu hỏi tương tác sau đây nhé. Xin chúc mừng các em, câu trả lời rất chính xác. Vậy là chúng ta đã hiểu bài rồi đấy. Những câu hỏi tương tác vừa rồi đã khép lại nội dung tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã theo dõi nội dung bài học. Để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng này, hãy truy cập vào trang web olm.vn. Đừng quên ấn theo dõi kênh, học trực tuyến olm nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng sau.